Dạ hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các bà con trên kênh YouTube nha. Hôm nay bên Trần Anh lại về tiếp tục thêm một mẫu xe nữa. Nó là con Isuzu Highlander sản xuất năm 2004. Con này là số tự động. Số tự động có turbo anh chị nha, là turbo, là turbo. Là turbo đó anh chị. Có turbo luôn, hai cụm đèn vẫn phong cũ, đèn vuông. Đèn vuông nha. Đời 2004 có turbo, hai cụm đèn nguyên bản của xe nè. Mới ken xe ben. Tích hợp cản gió trước là biểu tượng của ECU đây anh chị ạ. À, dàn cản trước nè, cản lồi nè, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là cá tính thể thao nha. Xe này nói chung là nước sơn rin còn đường hai bên sóng lường rất là nhiều. Nắp capo vẫn còn chất sơn rin. Có cản trước, cản sau là có sơn dầm, hai bên hông cũng có một sơn dầm một tí xíu. Đời 2004 rồi, 16 năm trôi qua rồi. Bằng cho em nó một cái áo màu đen mạnh mẽ đầy kịch tính trong cuộc sống luôn. 51E26526 đồng sơn đẹp. Bốn vỏ tương đối là khá mới. Bốn vỏ nè, mới ken xà beng, mới tinh, mới 100% luôn. Chịu nổi toàn bộ mâm là mâm đúc nguyên bản nó nhận xuất nha. Qua thời gian năm tháng nó có bị trời nhẹ nè, lớp sơn không ảnh hưởng đâu. Gầm bề ở trong là không có một xíu mục mọt nha bà con. Đây là phần gầm nè, không có một tí xíu mục mọt nha. Lấy về là chạy thôi. Thấy chưa, gầm bề không có chút xíu mục mọt đâu. Đồng sơn phong dáng của em nó rất là liền lạc. Không có dấu tích là cứng đụng, không có dấu tích là đâm vang chiếc xe nha. Bề gác chân nguyên bản theo nhà sản xuất nè. Đây là chiếc sân rin hai bên, còn chiếc sân rin là anh chị ạ. 51E26526. Đây là chỉ có một cái vỏ này mòn. Vỏ này mòn còn có được 40% mà. Ba vỏ là mới 90% luôn. Đây là anh chị. Đó, gầm bề nè. Gầm bề ở trong không có xíu bụt mọt nha. Mâm là mâm đúc, qua thời gian năm tháng có bị trầy nhẹ cái lớp mâm đi nha. Cái này thì để anh chị thích chừng anh sơn lại nhẹ qua cho cái là ok luôn. Isuzu Highlander máy 2.5, dòng xe 7 chỗ, con này bánh treo luôn nhé. Bánh treo chứ không phải bánh gầm. Đây là dòng phiên bản V-Spec của Highlander nhé, máy dầu, turbo. Turbo có nhiệm vụ đóng gió và lấy gió toàn diện, đẩy dung tích xi lanh lên làm việc cực khủng nhé. Cản tích hợp là cản nguyên rin xe nè, hai cụm đèn phía sau nè, nguyên bản theo xe luôn. Mới ken không có dấu hiệu là chạy chùa. Kết hợp phía sau là cản dê đầy đủ những con xe rồi. Bản số 51E26526, đồng sơn đẹp, form dáng đẹp đến với tay người sử dụng luôn. Đây anh chị ạ, bốn vỏ mới lắm, chỉ còn một cái vỏ nó mòn thôi. Đây nè, vỏ vừa mới thay mới ken à. Mắc xích chịu nổi đàng hoàng nha. Bâm nè, đó, gầm bề ở trong nè. Xe này bên Trường Anh cũng vừa đưa qua công nghệ xử lý 4.0, làm đẹp toàn diện trên chiếc xe rồi. Bà con có bác mua về chạy. Những anh chị nào hỏi Trường Anh ECU số tự động thì hôm nay bên Trường Anh sẽ đáp ứng cho bà con cô bác. Đó là những mẫu xe số tự động. Xe có sao báo thẳng. Con này đăng kiểm tháng 8 năm 2020. Xe không có dấu tích là đâm va, không có dấu tích là cứng đục. Đây là nắp capo, chất sơn rin trên nắp capo nè, còn nguyên bản theo xe luôn nha. Từ những sóng gân chạy từ trên xuống nè, không có một dấu tích là lỗi lầm. Anh chị mua về anh chị chạy thôi, rất là ok. Châu già thích gặm cỏ non anh chị nha. Mạnh mẽ đầy kịch tính trong cuộc sống luôn. Nơi đó chúng ta tìm về nhá. Đẹp chưa? Bốn cánh cửa là ken xà beng luôn. Đây anh chị. Đây nè, để cho anh quay cho anh chị coi nha. Đây là phần tắp bi nè. Dòng này thì không có dịch vụ số tự động. Có turbo, bốn cánh đẹp như nhau nè, không mất phân chỉ nào luôn nha. Nội thất tương đối là sạch sẽ. Con này trang bị được cái lớp da rin, cái ghế rin nè. Đây là cái ghế da nguyên bản thôi như theo nhà sản xuất nhé. Không có dấu hiệu thay thế nè, đây là anh chị coi nè. Dày cui luôn, anh chị thấy chưa? Xe nè, nó có bị nứt kính nè. Có một trái bít nó rớt lên cái kính thôi. Nứt kính chứ không phải là tông đục nha. Đây là nó nứt một đường nhỏ, hôm nay nó xé ra một đường lớn nè. Xe này Trần Anh sẽ đi thay kính cho bà con cô bác anh chị luôn. Xe có sao thì em quay kỹ nha, em không có ngại ngùng đâu. Cam kết với bà con cô bác là không một dấu tích là đâm va cứng đục trên con xe này, bao cho anh chị luôn. Xíu nữa Trần Anh đặt kính rồi xuống thay thôi. Con này là số tự động nè anh chị ạ. Côn ga số, không có dấu hiệu phai mờ nè. Đó, đầy đủ những con xe, vô lăng 4 chấu, phần tắp bi, bên tài rất là đẹp, trần là trần nỉ. Ba dàn lạnh, một dàn lạnh trước hay dàn lạnh sau chứ. Xe này cũng vừa mới tẩy rửa, vừa mới đánh bóp xong. Gì vậy? Đấy, form dáng đây anh chị ạ. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp nha. Bà con của bác anh chị mua đam mê về dòng này thì alo cho em. Isuzu Highlander 2004
ghế nỉ hết toàn bộ, ghế là ghế da hết toàn bộ nha, học tì tay, dàn sâu nè, mới ken là không có dấu hiệu trì, trì xước nè, đó, hai ba dàn lạnh nha, một trước hai sau, hai bên sóng lường là còn chất sơn rin luôn nè, màu đen nhá. Đam mê về dòng này thì alo trực tiếp cho Trần Anh Ô Tô. Phong dáng con Isuzu Highlander, phần cánh sau là nguyên bản nè, đó, hai loa nguyên bản, tay nắm mở cửa đầy đủ trên con xe nè, keo chỉ từ trên xuống là không mất phân nào nè, đẹp như nhau nhá, màu đen hết toàn bộ những sóng gân là chất sơn rin nè, đó, còn phủ luôn anh chị ạ, lót sàn phía sau nè, tương đối là sạch sẽ. Đây là những cái đinh bấm nè, không một dấu hiệu đâm va, không một dấu hiệu là cứng đụng trên chiếc xe đâu nhá. Đam mê mẫu này alo cho em. Con này là dòng bánh treo anh chị nha, toàn bộ là dòng bánh treo hết. Đây chúng ta sẽ test cái phần máy cho bà con cô bác coi nè, hai con luôn, một con 205, một con 205, một con 204, hai con đi đủ. Ơi hiểu xíu mà cho anh mượn con xe anh chạy thử coi nặng không. Úi giời ơi, đè chết anh. Đây nè, phần tắp bi nè. Đây nè anh chị, đây là phần tắp bi. Đẹp chưa? Không có dấu hiệu khoan đục, còn rất là mới mẻ nhá. Keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau, là không mất phân nào luôn. Đây là dòng xe máy dầu, siêu tiết kiệm nhiên liệu, mang lại cho bà con có nhiều sự lợi nhuận trong cuộc sống nhá. Trang bị lóc khóa mở cửa đầy đủ trên con xe rồi. Đè nhẹ phát nổ rồi. Con đi được 455.557 km. Đây là con số tự động, máy lạnh mở phát lạnh ngắt rồi nè, AC nè, máy lạnh mở phát lạnh ngắt rồi, chế độ nè, chế độ quạt phía sau nè, còn đang hoạt động nè, đó chị thấy quạt chưa, quạt phía sau vẫn còn đang hoạt động luôn. Phần tắp bi cửa tương đối là sạch sẽ nhá, đó là phần tắp bi tắp lô nè, đẹp chưa. Có kính này nó bị cháy mít, nó rớt lên, nó bị nứt kính, đang cho đi thay nhá. Đồng hồ báo giờ, trợ lực lái rất là nhẹ, ngồi một chỗ xe ba lăng thôi. Đèn còi đây, con số những cái vân gai nè, đó trên cụ số tự động nè. Dòng này có thuộc bôi đi sướng rồi, thắng tay nè, đó đầy đủ chưa. Tua máy nè, đầy đủ hết. Đèn gầm nè, kết hợp là có gương chỉnh điện nhá. Đó là gương chỉnh điện đang hoạt động nè, đó mà con có bác thấy chưa, gương chỉnh điện còn đang hoạt động hết toàn diện, lấy về chạy đồng sơn đẹp, nội thất đẹp, giá siêu rẻ đến tay người sử dụng luôn. Đó là form dáng con Isuzu Highlander. Đam mê về dòng này thì alo trực tiếp cho Trần Anh Ô Tô, giá rẻ lắm, giá Trần Anh đưa ra lúc nào cũng rẻ nha. Đây nè anh chị, máy nè, giữ cái nắp capo này, ơi giữ cái nắp capo này rớt là cái cây trống nó tuôn rồi đó, nó chật cái nắp capo. Máy đang hoạt động anh chị, đây là cục turbo nè, turbo 2K5 nhá, turbo tăng mã lực công suất máy nè, đóng gió lấy gió, tiết kiệm nhiên liệu cho bà con cô bác luôn, trải nghiệm luôn anh chị bà con cô bác trải nghiệm luôn phần máy cùng với xe ô tô nè. Xe máy nổ chất lượng. Đây nè, giữ nó có bô cho em đi. Giữ đi, giữ đi. Chết chưa? Máy nổ cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây là cùng turbo nè. Đó, mang lại cho anh chị một động cơ rất là mạnh mẽ nha. Isuzu Highlander máy dầu, máy 2.5 đây. Đó, xe đẹp lắm, máy nổ thì thầm mùi sơn luôn. Đây là hai thanh dàn trước của em nó rồi, không một dấu tích là đâm va, không một dấu tích là cứng đục như chiếc xe nhá. Hai cụm đèn nguyên rin cho xe nè, mới ken đèn thủy tinh nhá, mới rin luôn hai bên sóng lường nè, đẹp như nhau luôn. Nỉ cách nhiệt, nỉ cách nhiệt trên nắp capo còn nguyên bản mạc tem của Isuzu nè, còn nguyên rin luôn. Bà con có bác mua về, bà con có bác chạy thôi, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì hết. Đây là phần keo chỉ nè, đẹp như nhau nhá, hai bên nè,
Đó, xe siêu đẹp. Sao lại tắt máy đi rồi? Xe siêu đẹp, siêu chất luôn. Bà con đam mê mẫu này thì alo trực tiếp cho Trần Auto. Đóng nắp carbon lại. Đẹp chưa? Lấy về là chạy thôi, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì hết. Trải nghiệm luôn phần gầm cùng với Trần Anh nhé. Đây là phần gầm nè, gầm xe nè, mới nguyên nè, gầm bề không có một xíu mục mọt nè. Đó, bà con thấy chưa? Phần gầm chắc nụi, máy móc là cực kỳ là khô ráo nè. Nước máy lạnh đang mở rồi, máy là khô lắm. Không có dấu hiệu mục mọt đâu nhé. Đó, chị thấy chưa? Mua alo trực tiếp cho Trần Anh. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp nhé. Đó là form dáng con Isuzu Highlander sản xuất năm 2004, giá hợp lý đến tay người sử dụng. Bên đây cháy mất cái đèn, hai cụm đèn cháy mất cái rồi. Máy nổ rất là êm ái luôn. Xe này nhích nhẹ cái nào nó nổ máy rồi nè. Nè bà con, nhích phát nổ máy luôn rồi. Đây là ôi sao nó hết bình à, vừa mới nổ xong hết bình rồi anh chị ạ. Vừa nhích cái nổ rồi tắt lại cái hết bình luôn. Đam mê về mẫu này alo cho Trần Anh Ô Tô nhé. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn toàn thể tất cả bà con cô bác anh chị ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.